Xin chào các bạn, mình tên là Thủy Thương và đây là kênh YouTube Bizling Corner, là nơi mình chia sẻ niềm đam mê về ngôn ngữ học. Lần này mình sẽ tiếp tục chủ đề Morphology, hình thái học, và mình nói đến việc phân loại các hình vị. Chủ đề của ngày hôm nay sẽ là Free and Bound Morphemes, hình vị tự do và hình vị hạn chế. Khi phân loại hình vị, chúng ta có các cách phân loại sau. Thứ nhất là phân biệt giữa hình vị tự do và hình vị hạn chế. Thứ hai là phân biệt giữa hình vị thực và hình vị hư. Cách thứ ba, ta có thể phân biệt giữa hình vị phái sinh và hình vị biến tố. Inflectional morpheme là hình vị biến tố. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân biệt hình vị tự do và hình vị hạn chế, free and bound morphemes. Trước tiên chúng ta hãy nhắc lại định nghĩa một morpheme, một hình vị là gì. Đây là đơn vị nhỏ nhất, a minimal unit, hoặc có nghĩa về mặt cửa nghĩa, of lexical meaning, hay là có chức năng ngữ pháp, or grammatical function. Đây là định nghĩa trong quyển course book The Study of Language của George Young, mà khoa ngữ văn Anh, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh đang sử dụng. Đó là định nghĩa về hình vị. Trong clip vừa rồi mình có một bài tập, mình phải xác định số lượng hình vị trong các từ cho sẵn. Các bạn đã làm bài tập về nhà chưa? Nếu chưa thì các bạn dừng clip lại chút xíu, mình làm thử rồi mình so với đáp án ha. Bây giờ mình sẽ nói đáp án. Các bạn có thể dễ dàng xác định play chỉ gồm một hình vị, replay và days mỗi từ có hai hình vị. Với strengthening, các bạn đếm số lượng hình vị strength, un, ing. Vậy thì có 3 hình vị. Nhưng mà nếu nói 3 hình vị thì mình mắc một lỗi là mình chưa có chia cái từ này thành những đơn vị nhỏ nhất. Strength vẫn chưa phải là một hình vị nhỏ nhất. Tại vì sao? Vì mình quan sát trong tiếng Anh có rất nhiều trường hợp bắt đầu từ tính từ thêm th sẽ cho mình danh từ, ví dụ như warm, warmth, deep, depth, wide, width. Vậy thì ở đây strength là gồm strong với lại th, cái hình vị mà biến danh tính từ thành danh từ tổng cộng. Vậy mình có 4 hình vị. Weaken, 2 hình vị. Unconditionally có thể hơi tricky tí xíu. Dĩ nhiên là mình sẽ bắt đầu đếm từ condition, conditional. Nhưng đến đây thì các bạn sẽ thắc mắc không biết mình sẽ có un gắn vô trước hay là li gắn vô trước. Liệu sẽ là unconditional xong rồi cộng với cái đuôi li, hay là conditionally xong rồi cộng với phụ tố un thành unconditionally. Câu trả lời là thường thì mình sẽ có li gắn vô sau tính từ tạo thành một trạng từ. Do đó, từ này sẽ bắt đầu từ conditional, unconditional và rồi unconditionally. Vậy mình có 4 hình vị. Hai từ bên dưới, mình có thể dễ dàng xác định mỗi từ có 3 hình vị. Và hai từ bên dưới nữa, honesty and cheaper, mỗi từ có 2 hình vị. Với excitingly, các bạn có thể đếm từ excitingly. Vậy thì tổng cộng có 3 hình vị. Nhưng có một cách phân tích khác đem đến cho chúng ta tổng cộng là 4 hình vị khi đến phần vẽ sơ đồ cây để phân tích cấu trúc của một từ. Mình sẽ nói rõ hơn về điểm này. Deactivate, từ này sẽ bắt đầu từ activate. Rồi đến deactivate, rồi đến vậy là tổng cộng 5 hình vị. Unbelievably sẽ giống như unconditionally, 4 hình vị. Gentlemanly và friendliest, mỗi từ 3 hình vị, chắc chắn rồi. Đó là bài tập về nhà, các bạn được bao nhiêu điểm?
các bạn đúng bao nhiêu từ. Giờ đến cái từ siêu dài, cũng là trong phần bài tập của clip vừa rồi, anti-disestablishmentarianism. Rồi, các bạn ngừng clip lại, các bạn đếm thử ha nếu các bạn chưa làm. Còn nếu làm rồi thì mình sẽ so với đáp án. Tổng cộng là có 1, 2, 3, 4, 5, 6 hình vị. Đó là phần bài tập về nhà. Ngày hôm nay thì mình sẽ nói đến việc phân loại hình vị dựa theo việc là hình vị đó có tự do hay không tự do. Tự do có nghĩa là gì? Cứ như là can stand alone as single words, có thể đứng như một từ riêng lẻ. Vậy thì dĩ nhiên không tự do hay còn gọi hạn chế là khi hình vị không đứng riêng lẻ một mình như một từ độc lập được mà phải được gắn kết với một hình vị khác. Lấy ví dụ, three morphemes. Mình có sleep, teach, run, fast. Còn ba morphemes, các bạn thấy ví dụ như asleep thì a không đứng một mình như một từ được. Các bạn đừng lẫn lộn a trong asleep với loại mạo từ a, nó không liên quan gì với nhau hết. Ví dụ mình có asleep, awake thì a nó sẽ biến động từ thành tính từ. Sleepy cũng vậy. E trong sleepy cũng không đứng một mình được. Nó phải gắn vô động từ đằng trước. Cho nên nó cũng là hình vị hạn chế. Teaching, walking, cooking, running chẳng hạn thì ing bắt buộc phải kết hợp với một hình vị khác. Z, ngôi thứ ba số ít, runs, không đứng một mình được. Faster, hình thức so sánh hơn của tính từ hoặc là trạng từ fast, không đứng một mình mà phải gắn vào hình vị khác. Ngoài ra, khi mà kể về hình vị tự do, các bạn đừng quên một số hình vị như là mạo từ the, mạo từ an, hoặc là đại từ I, you, hay là giới từ at, on, hoặc là những demonstrative, những từ dùng để chỉ rõ như là this, that, these, those, thì đó cũng là hình vị tự do. Trong phần sau mình sẽ nói về các hình vị này. Có một bài tập nhỏ, và như mọi khi các bạn có thể dừng clip lại ha, để mình xác định xem hình vị nào là hình vị hạn chế trong các từ sau. Các bạn lưu ý một từ có thể có nhiều hình vị. Điều đó có nghĩa là nó có thể có nhiều hình vị hạn chế. Rồi bây giờ mình sẽ ngừng clip lại để mình làm thử bài tập này. Sau đó mình sẽ đi xem đáp án cùng với nhau. Các bạn sẵn sàng chưa? Mình xem qua đáp án ha. Từ đầu tiên là play. Play thì không có hình vị hạn chế nào hết. Replay thì là hình vị hạn chế. Tiếp đầu ngữ. Days thì là hình vị hạn chế. Strengthening thì th đó là hạn chế. Và an, ing cũng là hạn chế. Weaken thì có an. Nó biến tính từ thành động từ, cũng là hình vị hạn chế. Unconditionally, từ này có đến 1, 2, 3, 3 hình vị hạn chế. Chỉ có mỗi condition là hình vị tự do. Indecisive có 2 hình vị hạn chế. Impoliteness cũng có 2. Honesty và cheaper, mỗi từ có 1 hình vị hạn chế. Hồi nãy mình nói excitingly sẽ có hoặc 3 hoặc 4 hình vị tùy theo cách mà mình phân tích từ đó. Vậy thì mình sẽ có 2 hình vị hạn chế, hoặc là theo cách kia thì mình sẽ có 3 hình vị hạn chế. Deactivates có tổng cộng là 5 hình vị, thì trong số đó có 1 là hình vị tự do, còn lại 4 hình vị hạn chế. Xin lỗi, đáng lẽ mình phải cho cái đuôi này một màu khác để phân biệt với lại 8. Unbelievably, giống như unconditionally, có 3 hình vị hạn chế trong này. Friendliest cũng có 2 hình vị hạn chế, giống như undone. Trong undone thì mình chỉ tô màu được mỗi un thôi, còn done một hình vị nữa nó nằm bên trong done rồi mình không biết tô màu cái gì.
Vậy trong done các bạn có gì có do cộng với cái hình vị là past participle đúng không? À vậy chắc là mình có thể tô màu NE được ha, để các bạn dễ hình dung. Đó là phần bài tập. Các bạn làm đúng không? Các bạn làm đúng bao nhiêu từ? Các bạn tự chấm điểm thử xem. Các em khóa 2017 ơi, các em làm đúng được bao nhiêu? Kỳ thi sắp tới rồi, có khả quan hay không? Rồi. Mình đi đến một khái niệm nữa cũng được trình bày trong sách giáo khoa trong phần hình vị tự do và hạn chế. Khái niệm gọi là stem. Lấy ví dụ từ replace, mình sẽ tách từ này ra. Trước tiên sẽ có play. Sau đó mình sẽ gắn gì trước? R hay là z? Chắc chắn là phải gắn re vô trước. Re này sẽ cho mình replay. Sau đó mình gắn z. Ngôi thứ ba số ít replace. Thì cả R và z đều là những phụ tố, một cái gọi là prefix, một cái là suffix. Hãy gắn đằng trước gọi là tiền tố, gắn đằng sau gọi là hậu tố, suffix, hoặc là tiếp đầu ngữ, tiếp viễn ngữ, và cả hai đều là bound morpheme. Play thì chắc chắn là free morpheme rồi. Và bạn thấy chữ play nó đóng góp quan trọng trong nghĩa của từ replace, cho nên mình sẽ gọi nó là stem. Stem. Theo định nghĩa, theo phần giới thiệu của sách, sách gọi đây là stem. Ví dụ trong từ carelessness, đố các bạn stem là gì? Dễ mà đúng không? Các bạn ngừng clip lại tí xíu, các bạn suy nghĩ ha. Rồi, mình dễ dàng thấy được stem sẽ là care, hai cái kia là hai cái suffix và đều là bound morpheme. Care là free morpheme và đây là stem. Vậy thì qua hai ví dụ này, các bạn có thể kết luận rằng stem là một free morpheme, một hình vị tự do. Nhưng mà đợi chút xíu các bạn ơi, cẩn thận. Ví dụ như reduce có bao nhiêu hình vị trong này? Các bạn có thể nghĩ rằng chỉ có một hình vị nhưng không, có hai đó các bạn. Tại vì mình quan sát thấy trong tiếng Anh có những từ khác mà có deduce như là induce, deduce, seduce hoặc là produce, và nó bắt nguồn từ cái gốc trong tiếng Latin có nghĩa to lead. Vậy thì phải tách re và deduce. Re thì là prefix, là bound morpheme thì biết rồi. Vấn đề là deduce tra từ điển lại không thấy một cái entry nào trong từ điển là deduce hết. Suy ra rằng deduce không phải là một hình vị tự do mà nó phải là một hình vị hạn chế. Đừng quên cái dấu gạch. Vậy, đây là một stem nhưng là một bound stem. Suy ra, stem sẽ có hai dạng free hoặc là bound stem. Khi nào thì mình có bound stem? Mình quan sát thêm một số ví dụ. Sieve. Trong receive, perceive, conceive, deceive. Vậy đây là một bound stem. PD. Trong mấy cái từ này liên quan đến nhi khoa. Ví dụ như mình có sữa Pediasure, sữa cho em bé. Vậy đây cũng là một bound stem. Hoặc là OD. Bạn không thể nào có OD đứng một mình, bạn bắt buộc phải gắn nó vào với một cái một phim khác để tạo lập tự, trừ khi bạn muốn nói đến xe hiệu OD thôi, chứ còn OD thì nó là bound stem. Vậy thường các bạn bound stem sẽ có nguồn gốc từ tiếng Latin. Cái này thì phải tra từ điển mới biết được rồi. Mình nhắc lại ha, stem thì sẽ có hai loại là free stem or bound stem. Vậy các bạn hãy xác định stem trong các từ sau đây. Ok, các bạn ngừng clip lại suy nghĩ chút xíu. Rồi, phần đó thì tuần sau mình sẽ nói. Nhưng mà khi các bạn làm bài tập thì chắc là các bạn có thể gặp tí xíu khó khăn với lại số 16. Cranberries. Không biết cái nào là stem. Thì mình muốn giới thiệu qua một phần gọi là cranberry morphemes. Phần này thì trong coursebook không có nói, mình lấy trong một quyển sách khác. Các bạn cũng có thể tra trên Wikipedia.
có nói về cranberry morphemes. Đó là một hiện tượng khá là thú vị. Khi mà một hình vị đó, nó chỉ xuất hiện trong mỗi một từ duy nhất và không tìm thấy trong các từ khác. Hình vị berry thì bạn thấy mình có cranberry, strawberry, raspberry, nhưng mà cran chỉ xuất hiện mỗi trong cranberry và không có trong từ nào khác. Những hình vị loại như vậy chắc chắn nó là hình vị hạn chế. Người ta đặt tên nó là cranberry morphemes. Ví dụ mình có strawberry, raspberry, huckleberry hay là blueberry. Các bạn có thể nói straw trong tiếng Anh, mình có từ straw đó, nhưng mà không, straw đó là cái ống hút, là cọng rơm, nó không liên quan đến strawberry. Hoặc là trong tiếng Việt mình để ý thấy có đẹp đẽ, xinh xẻo, tươi tắn, nhỏ nhắn hay là khỏe khoắn. Đẹp chắc chắn là khác với đẹp đẽ. Khi mình thêm đẽ vào, nó sẽ thêm một nét nghĩa cho cái từ đó. Xinh xẻo thì sẽ thêm một nét nghĩa gì đó khi kết hợp với chữ xinh. Cho nên chắc chắn đẻ hay là xẻo thỏa đáp định nghĩa của mình rằng đó phải là một đơn vị nhỏ nhất và có nghĩa trong trường hợp này là nghĩa về mặt ngữ nghĩa. Tuy nhiên thì nó chỉ xuất hiện trong từ này mà thôi, đẹp đẽ thì chỉ xuất hiện trong sự kết hợp này mà thôi, mình không tìm thấy nó ở trong những môi trường khác. Nhỏ nhắn, khỏe khoắn, tươi tắn cũng vậy. Vậy theo như cá nhân mình suy nghĩ thì đây cũng là những cranberry morphemes ở trong tiếng Việt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip lần này. Mình cũng tham khảo từ 3 quyển sách này. Thứ nhất, đây là giáo trình của khoa mình đang sử dụng. Quyển thứ hai, highly recommend cho các giáo viên. Các bạn có thể thấy một số bài tập ở trong đó, giải thích cũng rõ ràng hơn. Quyển này thì highly recommend cho cả giáo viên lẫn sinh viên, vì trong này cô có rất nhiều bài tập. Cô làm cô giáo cũ của mình là một tên tuổi lớn ở Sài Gòn trong lĩnh vực ngôn ngữ học, cô Tô Minh Thanh. Ngày hôm nay thì mình có sử dụng thêm cái ý cranberry morpheme lấy từ quyển này. Đây là giáo trình chính khoa mình sử dụng cho môn học English Morphology and Syntax dành cho sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ học giảng dạy, sinh viên năm tư. Đây là một quyển sách cực kỳ rối rắm, giải thích lòng vòng và mình không có thích. Mình thấy đây là một quyển sách hoàn toàn không thích hợp để làm sách giáo khoa. Đọc để nghiên cứu thì được. Bizlink Corner cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mong là video clip lần này có ích cho các bạn, đặc biệt là giúp ích được cho các em sinh viên có được sự hệ thống kiến thức rõ ràng và tường minh hơn. Xin chào các bạn và các bạn đừng quên làm bài tập nha. Mình có một phần bài tập đó. Trong video clip sau mình sẽ giải bài tập ha. Và các bạn ơi, bấm like, share và subscribe, hoặc là nếu các bạn có thêm thời gian, ghi cho mình vài dòng comment để mình thấy ấm lòng, ấm áp, có thêm động lực khuya ngồi dậy làm clip như vậy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.